thai. Từ xa xưa thì thưởng trà hay là chơi cầu đã là một nét văn hóa rất là đặc sắc của người Việt Nam ta rồi. Chơi cầu không kém người chơi, kể cả là người ít tuổi hay là người trung tuổi đều có thể chơi được, cũng không phân biệt ở nông thôn hay là thành thị. Chỉ cần người chơi hiểu về luật chơi cầu là có thể chơi được các anh nhá. Về chơi cầu thì khách hàng nhà em rất là ưu tiên sử dụng bàn cờ nhà em, tại vì bàn cờ nhà em được làm bằng gỗ chắc. Đây chính là bộ bàn cờ mà hôm nay em muốn giới thiệu với các anh đấy ạ. Bộ bàn cờ nhà em được làm hoàn toàn bằng gỗ chắc, rất là được về chợ từ những cây gỗ chắc rất là già, thế nên là quân cờ rất là chắc chắn. Khách hàng nhà em mua bàn cờ về thì rất là ưng ý.